Mời các bạn cùng đón nghe phần 7, tiểu thuyết tình báo, đơn tuyến. Nghiêm Văn Phú cho xe đón tôi đến nhà, chia vui việc anh vừa được thăng từ đại tá lên phó đề đốc. Khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên với quân hàm mới của Phú, bảo nghe lạ tai, anh giải thích ngay. Sau năm 1964, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mới có cấp bậc phó đề đốc. Đây là quân hàm cấp tướng hải quân, tương đương chuẩn tướng lục quân hay không quân. Vậy ông thầy bói nói đúng, tôi sẽ lên tướng nhưng sai số có khoảng 10 năm thôi. Ông ấy bói tôi ngoài 30 lên, thì nay tôi đã 42 rồi. Phú cười to, hà hê đến nỗi Nguyệt Mỹ nguyết chồng một cái, và nói nhỏ vào tai ông anh rể. Anh xem, đang sướng quá hóa rồi đấy. Thường thì chiều chủ nhật nào Phú cũng cho xe đến đón tôi, xong đã cả tháng nay tôi bận với việc thi cử, phù đạo sinh viên nên không đến được. Bởi thế vợ chồng Phú xem như lâu lắm tôi mới tới, và lại chuẩn bị bữa cơm có vẻ thịnh soạn đãi khách. Tôi nhắc Nguyệt Mỹ, cô chú biết rồi đấy, tôi có ăn uống gì nhiều, đừng bày vẽ. Có bày vẽ gì đâu anh, Nguyệt Mỹ nói, tại hôm nay có thêm khách sộp đến chơi nữa đó. Ông này cùng ở hải quân, nổi tiếng kiên cường chống cộng, có lẽ tính cầu kỳ hơn nhà em nhiều. Tôi nhìn Phú muốn hỏi là ai đến. Anh nói, phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, cùng thăng quân hàm với tôi đợt này, quen nhau đã lâu, mấy tháng qua cùng hoạt động ở vùng Ba Sông Ngòi. Không biết bà xã tôi nghe ở đâu nói phó đề đốc Minh ăn uống cầu kỳ, chứ tôi biết quá rõ, anh lại là người ăn uống rất đơn giản. Hải quân thời Pháp mới ăn uống kiểu cách, thừa múa, chứ hải quân thời nay theo tính thực dụng của người Mỹ không có thế. Hàng ngày đi làm nhiệm vụ, chúng tôi dùng cơm trong câu lạc bộ, đôi khi cơm gánh mua từ chợ Cần Thơ. Nếu có khách bất ngờ mới mổ con heo hộp, thuốc hút thì giặt bát tô xanh của lính. Khi bay thị sát chiến trường hay thăm viếng các đơn vị, mỗi người mang theo một ổ bánh mì dài, mấy bị cơm sấy và một bi đông nước. Tôi vừa đi vùng đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với niên trưởng Hoàng Cơ Minh, tư lệnh lực lượng thủy bộ, gồm khoảng 300 chiến đỉnh. Lực lượng này vỏ dày, hỏa lực mạnh, đặc biệt có loại chiến đỉnh tăng gô nóc bằng, trực thăng có thể đáp dễ dàng, có mặt khắp nơi kể cả những vùng lâu nay được coi là an toàn khu của địch quân. Nguyệt Mỹ nghe chồng nói vậy thì tỏ ý không bằng lòng, bảo, đúng là em chưa biết ông Hoàng Cơ Minh bạn anh tính thích đơn giản, nhưng mời khách đến nhà thì phải chu đáo chứ, đâu như với anh Ngọc người nhà, ăn uống thế nào cũng xong. Nghe vợ nói vậy, Nghiêm Văn Phú cười xòa. Thì nhân tiện anh Ngọc hỏi, anh kể về tánh nết bạn anh, chứ có trách gì em đâu, em cứ chuẩn bị cho đầy đủ, giàu vì bạn sang vì vợ mà. Nói rồi Phú nhìn đồng hồ, bảo ông khách này rất đúng giờ, còn 10 phút nữa là đến. Anh kể tiếp tôi nghe bữa tiệc vừa diễn ra ở Bộ Tư lệnh Thủy Bộ, do Hoàng Cơ Minh đãi anh và bộ sậu tới thăm. 6 người một bàn, trước khi vào tiệc, sĩ quan ẩm thực trịnh trọng đọc thực đơn theo truyền thống hải quân trong bữa tiệc quan trọng, gồm món canh vịt hầm như trong nồi, đĩa rau sống để nhúng vào nồi vịt, cuối bữa mỗi người tráng miệng một trái chuối. Nghe đọc thực đơn không ai dám cười. Như hiểu ý khách, viên sĩ quan ẩm thực còn nói thêm, tư lệnh chúng tôi không đồng ý để các sĩ quan phải đóng nhiều tiền đãi khách, thủy bộ hành quân liên miên, không có một ngân quỹ nào để khoản đãi phái đoàn cả. Quý vị thông cảm. Ít phút sau đã thấy phó đề đốc Hoàng Cơ Minh hiện ra ở cửa. Phú bắt tay khách và giới thiệu với tôi. Hoàng Cơ Minh cao lớn, nước da ngăm đen, có cái nhìn sắc lẹm. Anh ta bắt chặt tay tôi, nói, Trung tướng Lê Nguyên Khang có lần điểm mặt các học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội vào đây thành danh có nhắc đến tên giáo sư. Tôi còn được anh Phú cho biết giáo sư rất rành về tử vi. Tôi từng được ông thầy tử vi của Tổng thống Thiệu xem cho, sau nghiệm cũng đúng. Chủ mời khách vào phòng uống nước, Nghiêm Văn Phú bảo với Hoàng Cơ Minh, phó đề đốc biết không, cả hai lần thăng quân hàm tôi đều được thầy đoán trước. Lần lên đại tá thì thầy Ngọc đây,
còn lần này có sẵn trong lá số tử vi ba tôi lấy cho hồi bé, nhưng ông thầy ấy chỉ đoán sai số có 10 năm thôi. Phú lại cười rộn ràng. Hoàng Cơ Minh vui vẻ cười theo. Bỗng Phú hỏi anh ta. Anh vừa nói thầy tử vi của Tổng thống bói cho anh, có gì linh nghiệm? Thì cũng đoán năm nay tôi lên tướng. Có lẽ Tổng thống Thiệu muốn bảo vệ thương hiệu cho ông thầy tử vi của mình, nên có chủ ý gắn sao cho anh đúng dịp như lời thầy đó thôi. Nghe Phú nói vậy, biết là có ý chọc ghẹo cho vui, Hoàng Cơ Minh bật cười vang, nói lại. Phải rồi, nếu không thì mình trượt đầu nước, rồi đây phải sắm lễ tạ ơn thầy mới được. Anh Phú và giáo sư Ngọc biết không, chính Tổng thống cũng nghe lời thầy mà cải lại ngày tháng năm sinh của mình, từ năm tháng 4 năm 1923 thành 25 tháng 12 năm 1924, nhằm ngày 18 tháng 11 Giáp Tý, cho vận mạng được hanh thông đại cát đại lợi. Vậy mà xem ra mấy năm nay việc nước việc quân cơ toàn gặp xui xẻo. Nhân tiện, nói thêm với hai anh điều này, nhưng đừng phổ biến rộng ra ngoài mà người ta có thể hiểu lầm tôi. Hôm đó trước mặt Tổng thống Thiệu, ông thầy tử vi ấy còn bảo tôi năm 53 tuổi sẽ lên tể tướng nữa. Tổng thống hỏi ngay, tể tướng tương đương chức gì thời Dân Chủ Cộng Hòa này? Thầy tử vi trả lời, có lẽ tương đương thủ tướng. Tôi vội chữa ngay, thưa Tổng thống, tôi phục vụ trong quân đội đến chót đời. Biết đâu, Phú nói. Năm 53 tuổi anh chuyển ra dân sự, thành lập chính phủ mới thì sao? Cơ trời không biết được. Cũng như ông Thiệu sau đảo tránh từ thiếu tướng lên tổng thống. Đang ngồi, phảng phất mùi xào nấu từ nhà bếp bay lên. Minh bảo Phú, anh lại bắt chị phải làm tiệc tùng chắc. Tính bà ấy vẫn vậy, Phú cười, bạn của chồng đến thế nào cũng phải khoản đãi. Ngay như với ông anh vợ tôi đây, thường xuyên đến thăm vào chủ nhật, cũng phải kêu là cô em hay bày vẽ nhiều món quá. Giống hệt tính bà xã tôi, Hoàng Cơ Minh nói, rồi bỗng hỏi Nghiêm Văn Phú, anh còn nhớ đại úy Sài người đã đón anh hôm đến thăm sở chỉ huy lực lượng thủy bộ của tôi không nhỉ? Có phải anh cao to, đen chũi rất vui chuyện, chỉ huy một giang thuyền xung phong? Anh ta tử trận rồi sao? Không, Minh nói, nhưng có liên quan đến một câu chuyện về tử vi. Nhân có thầy tử vi đây, tôi kể cho quý vị nghe một chuyện ly kỳ thế này. Trung sĩ Nhất Cần vụ cho tôi tên Năng, hắn cùng quê, lại cẩn thận chịu khó. Tôi cất lên từ một đơn vị lính thủy đánh bộ. Cha hắn quen tôi, lần nào tôi về quê ông cũng đến nì nèo nhờ tôi giúp. Năng là con trưởng của dòng họ, thế mà thầy tử vi xem, nói ra điều độc địa nếu ra trận thì bị chém mất đầu. Cha hắn khóc lóc xin tôi cho về làm cần vụ ở văn phòng bộ tư lệnh, xa nơi chiến sự. Tôi giữ hắn được một năm không hề hấn gì. Hôm rồi cho Năng nghỉ phép, hắn không về nhà ngay mà nói xuống An Giang chơi với thằng bạn thân, đang là thủy thủ ở Giang Đình của đại úy Sài. Buổi trưa hôm ấy hắn đến chơi với bạn trên chiếc tăng gô Bạch Hổ, đang neo gần cửa ông Đốc. Hắn vừa bước ra khỏi ụ đại liên 20 ly trên bong, thì bất đồ một trái B-41 của Việt Cộng từ bờ phụt ra hớt gọn cái đầu của hắn mất tiêu. Trái đạn thì lướt qua sàn platform nổ tung giữa sông. Đại úy Sài gọi điện cho tôi. Một giờ sau tôi đến lật tấm chăn đắp hắn. Hắn chỉ còn cái xác không đầu. Lại nghĩ đến ông thầy độc mồm ngày trước, càng tin con người ta phúc họa có số, muốn tránh cũng không tránh được. Sau đó Hoàng Cơ Minh hỏi tôi dành tử vi đến mức nào. Tôi nói giọng bỡn cợt, hồi bé Nghiêm Văn Phú và tôi đều được thầy tử vi đoán mai này sẽ làm tướng. Chỉ đúng với Phú, tôi thuần túy làm khoa học, sao mà có cơ may lên tướng được cơ chứ? Chuyên môn của tôi là toán học, vậy thì trên quan điểm toán xác suất đánh giá tử vi đoán đúng một nửa, sai một nửa, 50%, nghe vậy Phú và Minh đều cười. Minh còn cho Phú biết, sau lần này anh ta có thể sẽ bị điều ra miền Trung làm tư lệnh vùng 2 Duyên Hải đóng tại Cam Ranh, nơi đang nóng nhất trong số 5 vùng chiến thuật của Hải quân. Đấy là lần đầu tôi gặp Hoàng Cơ Minh, cũng là lần cuối cùng. Khoảng hơn 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, đọc báo thấy cái tên Hoàng Cơ Minh trong một vụ án chính trị phấn động. Hắn đứng đầu một tổ chức thành lập ở miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ,
rồi thành lập tiếp một đảng gọi là Việt Tân với mục tiêu xóa bỏ Đảng Cộng sản, chiêu mộ một số kẻ di tản, phát động cuộc đồng tiến. Cuối tháng 8 năm 1987, trên đường đồng tiến xuất phát từ Thái Lan, vừa vượt qua biên giới Hoàng Cơ Minh bị dân quân Lào phục kích, bị thương nặng và đã tự sát ở một nơi gần biên giới Lào, Việt. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện hôm gặp ở nhà Nghiêm Văn Phú hồi 1974. Anh ta sinh năm 1935, đến năm bị giết 52 tuổi Tây, tức 53 tuổi ta. Ông thầy bói của Nguyễn Văn Thiệu dạo ấy cũng nói đến cái tuổi 53 lên. Tể tướng. Hoàng Cơ Minh về rồi. Nguyệt Mỹ có ý giữ tôi lại để nói câu chuyện nội bộ trong nhà. Em có nhận được thư chị em, Nguyệt Mỹ nói, cũng kể sơ qua tình hình bên ấy. Chị còn nói, rạn nứt trong tình cảm giữa anh chị khó lòng hàn gắn. Sao đến mức độ nghiêm trọng vậy anh? Trong lá thư gần đây, Nguyệt Tỉnh đã nói đến cuộc chia tay sẽ diễn ra mà nàng không muốn tí nào. Giờ trong chuyện này, tất cả do tôi quyết định. Tôi hiểu đấy chỉ là tránh nói trực diện về một sự thật đau lòng. Vết nứt trong quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đã ngày càng lớn, khó có thể hàn gắn. Lỗi tại ai? Tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng. Không chung tình ư? Không hẳn như vậy. Tôi đã không làm gì để an ủi, nâng giấc cho nàng. Tôi sống có phần khô khan và vị kỷ, vượt quá ngưỡng sống của một con người bình thường. Vậy thì sự ràng buộc chỉ làm khổ nhau thêm. Anh cũng có lỗi, em ạ. Tôi nói với Nguyệt Mỹ, chị em là người tốt, hết lòng vì chồng con. Có lẽ anh chị phải chịu đựng nhau như vậy đủ rồi, đã đến lúc cần giải thoát cho nhau chăng? Tôi chợt thấy khóe mắt Nguyệt Mỹ có giọt lệ nhỏ lăn ra. Lúc đó cô không đứng về phía chị gái hay đứng về phía tôi. Đứng giữa, Nguyệt Mỹ cũng rất đau lòng. Phòng giáo vụ thông báo, đầu giờ chiều nay có một đoàn dân biểu tới trường để nghe ý kiến cử tri. Trong đoàn có ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện nói chuyện về tình hình quốc gia và quốc tế. Ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đinh Văn Đệ, người tầm thước, trắng trẻo, có nụ cười tươi tắn, chạc 50 tuổi. Tôi đã được biết sơ sơ về lý lịch ông Nghị này, 30 tuổi là Trung tá Chánh Văn phòng Tổng tham mưu trưởng, 40 tuổi tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức, kiêm thị trưởng Đà Lạt, sau tỉnh trưởng Bình Thuận. Rồi năm 1967 ông ứng cử nghị sĩ, giữ chức Phó Chủ tịch Hạ viện, sau lại tự hạ cấp bằng cách đi vận động hành lang để được làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện. Một lý lịch như thế trong xã hội miền Nam Việt Nam là sáng giá. Tôi còn chú ý tới một khía cạnh liên quan đến hoạt động khoa học thuần túy của ông. Không hiểu vì lý do gì ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ trao bằng viện sĩ danh dự về vũ khí. Đi theo ông có 4 nghị sĩ nữa, ai vẻ mặt cũng đăm chiêu, có lẽ họ đang suy nghĩ cho quốc gia đại sự. Một giáo sư ngồi cạnh, nói nhỏ vào tai tôi. Lũ nghị gật ấy mà. Tôi chỉ cười mỉm, gật gù. Trước hết là tiết mục đối thoại trực tiếp, ông hiệu trưởng mấy lần rắn, có cử tri nào thắc mắc, hỏi gì dân biểu thì cứ mạnh dạn, cả hội trường im lặng, có lẽ nhiều người còn ngại bày tỏ chính kiến. Thời buổi mật vụ nhiều như ruồi thường trà trộn trong sinh viên, nhân viên nhà trường, nhớ lỡ lời không phải đầu cũng phải tai. Rồi ông hiệu trưởng chỉ đúng vào vị giáo sư ngồi cạnh tôi đề nghị thay mặt anh em cho ý kiến. Vị giáo sư đứng lên nói mỗi câu ngắn gọn không ra đối thoại cũng không phải câu hỏi. Vật giá leo thang, lương thấp, sống sao đây? Một ông nghị được giới thiệu vốn là thương gia, trả lời cũng bằng một dẫn chứng khá ngắn gọn. Cách đây một tuần, tôi có chất vấn Tổng thống câu tương tự như vị vừa nói, thì được Tổng thống trả lời lệnh cấm dầu của Ả Rập ban hành vào mùa thu năm 1973. Đã khiến lạm phát tăng vọt lên 50%. Nạn lạm phát cùng với sự giảm thiểu viện trợ của Hoa Kỳ đã khiến cho nền kinh tế gần như khủng hoảng. Bên cạnh đó, theo tin tức tình báo thì từ cuối 1973, Bắc Việt tăng cường xâm nhập đã có tới 13 sư đoàn. Tình hình quốc gia lâm nguy như vậy, xin quý vị đừng chất vấn về đời sống khó khăn, mà nên hỏi sắp mất nước đến nơi rồi, phải làm gì? Mọi người nhìn nhau, rồi có ai vỗ tay khơi mào, cả hội trường bỗng vỗ tay rào rào.
vỗ tay vì Tổng thống nói sắp mất nước đến nơi rồi. Xem ra quốc sự đã lâm nguy, ra ngoài tầm kiểm soát. Chờ đợi đến 10 phút, không ai có ý kiến gì khác. Ông hiệu trưởng quay sang ông đệ, nói: "Vậy không còn cử tri nào có thắc mắc, kiến nghị. Giờ xin ông chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện có bài diễn thuyết, cũng nói qua để quý vị trong hội trường biết. Ông chủ tịch đây vừa cùng một phái đoàn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa sang Hoa Kỳ, được đích thân Tổng thống ghé ra phò tiếp. Xin mời ông." Ông Đinh Văn Đệ nhanh nhẹn bước lên bục nói: "Hóa ra ông là người hùng biện, giọng khúc chiết, lưu loát." Ông điểm qua tình hình thế giới, trong nước và phân tích kỹ hậu quả của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ làm cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa yếu đi, trên chiến trường đang bị Việt Cộng lấn át. Lối thoát duy nhất hiện nay là thuyết phục Hoa Kỳ tăng ngân khoản viện trợ. "Thưa quý vị," ông nói tiếp, "đúng như vị giáo sư hiệu trưởng vừa nói, tôi có hân hạnh trong phái đoàn được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ủy thác sang Hoa Kỳ, thuyết phục tân Tổng thống Gerasford tăng cường viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Đoàn gồm có các chuyên gia, cố vấn của Tổng thống, ông Phó Chủ tịch Hạ viện, ông Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và tôi. Có lẽ do tôi từng được Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ trao bằng viện sĩ danh dự, nên đoàn trao cho tôi vinh dự được là phát ngôn viên chính khi tiếp xúc với phía Hoa Kỳ. Ra đón đoàn có nhân vật quen thuộc với chính giới Sài Gòn chúng ta những năm khi cuộc chiến tranh cục bộ bắt đầu và kết thúc bằng Việt Nam hóa chiến tranh, Đại tướng Westmoreland. Vừa gặp, ông ấy đã nói ngay, vụ Watergate đã phá hỏng tất cả ý đồ trước đây của chúng ta. Ông Nixon, người ủng hộ các vị hết lòng phải từ chức, và nay Quốc hội vừa ra một đạo luật trói tay Tổng thống trong việc chi viện quân sự ra ngoài biên giới quốc gia. Tuy tân Tổng thống không xa lạ gì với giới chức Sài Gòn, các vị cũng phải có cách nói thế nào đó để ông ủng hộ một khoản viện trợ đáng giá, chứ không phải quá ít ỏi. Chắc hẳn qua phư ông tiện truyền thông quý vị đã biết, ngày 9 tháng 8 năm 1973, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức vì bê bối Watergate. Ngay sau đó, tân Tổng thống Gerasford đã có một lá thư trấn an đến Tổng thống của chúng ta. Nội dung như sau: "Tôi tưởng không cần phải viết rõ để thông báo tới ngài rằng, một trong những nét chính của chính sách Hoa Kỳ là tính liên tục trong chính sách ngoại giao, từ Tổng thống này qua Tổng thống khác. Hơn bao giờ hết, điều này hoàn toàn đúng vào lúc hiện tại. Những lời cam kết của Hoa Kỳ khi trước vẫn được Hoa Kỳ giữ đúng vào lúc này, dưới chính phủ của tôi." Lá thư đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trong giao ban chính phủ và đọc ở lưỡng viện để củng cố niềm tin của mọi người, rằng trong lúc quốc gia lâm nguy, bạn đồng minh lớn Hoa Kỳ không bỏ rơi chúng ta. Đấy là lá thư ngoại giao. Đoàn chúng tôi sang Hoa Kỳ lần này được giao trọng trách cột chặt lời cam kết ấy với những việc làm cụ thể, cấp thời của Hoa Kỳ với Việt Nam. Vậy thì chọn cách nào đây để thuyết phục ông ta? Chúng tôi bàn rất kỹ. Cuối cùng khi gặp Tổng thống Ford, tôi chọn thuyết phục theo cái cách của nhà quân sự, tránh dùng những từ hoa mỹ, ngoại giao, mà đi thẳng vào vấn đề, nói rõ một phần thực trạng của quân đội. Nếu không có sự chi viện khẩn cấp của Hoa Kỳ, thì sẽ có nguy cơ bị Cộng sản thôn tính. Tôi nêu cả dẫn chứng về một bức ảnh đã được đăng trên nhiều tờ báo phương Tây. Trong một cuộc rút chạy, một người lính Sài Gòn đã bám cả vào càng trực thăng. Một sự thật trần trụi nhưng có sức thuyết phục. Quan sát nét mặt của Tổng thống, tôi đã nhận ra những sự đồng cảm của tình huynh đệ đã bao năm vào sanh ra tử với nhau. Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Gerasford bắt chặt tay tôi và các thành viên trong đoàn, hứa sẽ cử ngay một viên tướng có kinh nghiệm và tài giỏi sang Sài Gòn để nắm tình hình và sẽ có quyết định cụ thể sau. Thưa quý vị, đoàn chúng tôi ra về, hiểu rằng đấy là thắng lợi bước đầu và rất quan trọng. Trong thời gian gần đây, kể từ sau vụ Watergate, sự ra đi của Tổng thống diều hâu nhất Richard Nixon, cùng những thắng lợi dồn dập, to lớn của quân dân ta trên chiến trường, tôi có linh cảm chế độ Sài Gòn sắp sụp đổ, ngày toàn thắng đã đến rất gần. Quân đội Sài Gòn tỏ ra yếu kém ngay cả khi có quân đội đồng minh đứng cạnh, hoặc có hỏa lực phi pháo Mỹ yểm trợ tối đa. Nay càng rệu rã khi không còn sự sát cánh của lực lượng Mỹ và đồng minh. Bên cạnh đó, hầu bao viện trợ cũng đang thắt lại.
Hôm đến nhà Jackson Kaat, tôi gặp thiếu tá John Murray, tùy viên quân lực Hoa Kỳ DAO. Trong cuộc tranh luận với chủ nhà về khoản viện trợ của Hoa Kỳ là bao nhiêu cho đủ, Murray đã nói ra điều này: nếu viện trợ hàng năm ở mức 1,4 tỷ Mỹ Kim mới giữ được cả 4 vùng chiến thuật. Nếu là 1,1 tỷ Mỹ Kim không giữ được vùng 1. Nếu chỉ có được 900 triệu Mỹ Kim quên đi cả vùng 1 và 2. 750 triệu Mỹ Kim chỉ còn giữ được một số vùng đông dân cư. Còn 600 triệu Mỹ Kim thì may ra giữ được Sài Gòn và miền Tây. Vào tháng 8 năm 1973, hai nghị sĩ Hoa Kỳ Phanh Chắc và Phó Kết đã đệ trình một dụ luật trước Thượng viện cấm tất cả mọi hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Đông Dương nếu không được sự thỏa thuận của Quốc hội. Dự thảo này đã được thông qua vào tháng 12 năm 1973. Như vậy, đạo luật kết chắc AM được ban hành thì bất kỳ một tổng thống nào muốn can thiệp vào Đông Dương bằng quân sự, chẳng hạn như ra lệnh cho B-52 oanh tạc, đều phải xin phép Quốc hội. Và Quốc hội năm tới hoàn toàn do Đảng Dân Chủ nắm, mà đa số đảng viên Đảng Dân Chủ thì chống lại việc Đảng Cộng Hòa ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, dù muốn trợ giúp cho Nam Việt Nam, Geza Phò cũng khó lòng mà đạt được thỏa thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Việc Phò trấn an Thiệu bằng tính liên tục trong chính sách cũng chỉ cách nói xã giao, hình thức. Bằng chứng là giữa tháng 8 năm 1973, đạo luật cuối cùng của Tổng thống Nixon viện trợ cho chế độ Sài Gòn 1,1 tỷ đô la. Sau đó Quốc hội biểu quyết chỉ thông qua khoản viện trợ 700 triệu đô la. Cuối cùng, vì nhiều chính sách khác biệt của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà đến tay chính quyền ngụy Sài Gòn chỉ còn 400 triệu đô la. Muối bỏ bể. Chuyện thương thuyết của ông Nghị, Đinh Văn Đệ chi để thương thuyết, khó mà có một sự ủng hộ cụ thể, thiết thực nào của Tổng thống. Hãy chờ xem. Đầu năm 1975, một sự kiện chấn động giới quân nhân Sài Gòn, Phước Long thất thủ. Tôi thì ngầm hiểu, đây là bài thuốc thử của ta về khả năng tác chiến của quân ngụy cùng phản ứng của Mỹ trước khi tung những đòn chiến lược tiếp theo. Phước Long ở phía đông bắc Sài Gòn, sát biên giới Campuchia, là một trong những tỉnh được thành lập dưới triều Tổng thống họ Ngô, nơi chuyển tiếp của địa hình cao nguyên cuối dãy Trường Sơn xuống đồng bằng miền Nam. Tỉnh này núi không cao, rừng không rậm, cư dân hầu hết người thiểu số. Phước Long và Bình Long đều thuộc lãnh thổ quản lý của quân đoàn 3, quân khu 3 do Trung tướng Dư Quốc Đống làm tư lệnh. Có thời kỳ Trung tướng Lê Nguyên Khang làm tư lệnh quân đoàn này. Năm 1974, anh ta đã đổi sang làm phụ tá hành quân của Tổng tham mưu trưởng, rõ ràng bị thất sủng. Tôi tìm cách gặp anh ta. Trong điện thoại anh bảo, mời giáo sư sang chơi, tôi đang rảnh việc. Khi tôi đến, thấy có một viên đại tá còn khá trẻ, đầu trải rẽ ngôi bóng mượt đang ở đấy. Lê Nguyên Khang giới thiệu, đại tá Phạm Bá Hoa, trợ lý hành quân của Tổng tham mưu trưởng, đại tướng Cao Văn Viên. Tôi tỏ ý không hiểu, hai chức danh phụ tá và trợ lý đều của Tổng tham mưu trưởng cả, có gì khác nhau? Phạm Bá Hoa nhún nhận trả lời ngay. Trong quân đội có những chức danh thoạt nghe có vẻ giống nhau, song lại rất khác nhau. Trung tướng đây bậc thầy tôi, chỗ của ông là đứng bên cạnh đại tướng Tổng tham mưu trưởng, quyết định những việc hệ trọng của quân cơ. Còn tôi người giúp việc cho hai vị thôi. Đại tá nói vậy cho phải phép. Lê Nguyên Khang cười nhạt nói, thực ra lâu nay ngay Tổng tham mưu trưởng cũng đâu có nhiều việc. Việc hệ trọng nhất điều binh khiển tướng lại do Tổng thống quyết hết. Bởi thế nên ít thấy đại tướng Cao Văn Viên đến nhiệm sở. Tôi nói vậy, có đúng không đại tá? Cũng có chuyện ấy. Phạm Bá Hoa nhìn Khang gật đầu, cười nửa miệng. Nhưng chuyện mất Phước Long vừa rồi thì chính tư lệnh Dư Quốc Đống cánh tay mặt của Tổng thống cũng không hài lòng với cái cách điều binh khiển tướng của Tổng thống. Tôi cũng có nghe phong phanh chuyện ấy, Khang nói, đang dở câu chuyện bà nãy. Đại tá nói tiếp đi. Xin lỗi giáo sư, Hoa nhìn tôi nói, chuyện nhà binh toàn phi pháo, chết chóc ngán lắm, không biết có làm mất thì giờ của giáo sư không. Tôi bảo anh ta là công việc giảng dạy, nghiên cứu đến mụ mẫm đầu óc, nay được đổi món thế này là rất thú vị. Xin cứ nói, nếu không có gì bí mật quân sự. Thua rồi, mọi con bài đều lật ngửa cả.
còn bí mật cái mẹ gì nữa. Lệ Nguyên Khang còn có vẻ cay cú. Chuyện thế này, Phạm Bá Hoa tiếp lời. Ngày 24 tháng 12 năm 1974 có chuyến Chinook 47, chở toán chuyên viên từ Sài Gòn lên phi trường Phước Long để sửa chiếc phi cơ vận tải C-130 bị hư. Vừa sửa xong, chiếc cần cầu bay đó đã bị pháo phòng không của Cộng quân bắn hạ. Các phi tuần khu trục phản lực A-37 được điều lên từ Sư 4 không quân ở Cần Thơ cũng bị bắn rát. Sau này thiếu tá phi công Trần Quốc Tuấn nói với tôi rằng, em chưa bao giờ gặp hỏa lực phòng không dày đặc như thế bố trí xung quanh tỉnh lỵ Phước Long. Sang ngày đầu năm nay, Cộng quân lại pháo kích mạnh vào căn cứ không quân Biên Hòa, ngăn những khu trục của Sư 3 yểm trợ Phước Long. Đang tình hình hết sức nguy hiểm cho lực lượng phòng trú ở Phước Long, thì nổ ra mối bất hòa giữa Tư lệnh Đống và Tổng thống Thiệu trong phiên họp tại Phủ Tổng thống. Trung tướng Đống xin lực lượng Tổng chủ bị cứu viện ngay, nhưng không được chấp thuận. Lực lượng này dưới quyền điều động của Tổng tham mưu trưởng, gồm Sư Dù, Sư Thủy quân lục chiến, Liên đoàn 81 biệt cách Dù và Liên đoàn 7 biệt động quân. Tổng tham mưu trưởng lúc nào cũng theo dõi, thấu hiểu tình hình quân sự khắp nơi trên lãnh thổ, nhưng cũng không được hỏi ý kiến. Tổng thống phớt hết. Theo lời Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận, thì Trung tướng Đống tỏ ý bức xúc xin từ chức ngay trong cuộc họp nhưng không được Tổng thống chấp thuận. Tôi thấy tướng Đống như vậy là làm mình làm mẩy. Có thêm quân thì tiếp tục làm tư lệnh, không thì xin nghỉ, trong khi Phước Long đang nguy ngập. Xin nói với Trung tướng và giáo sư, tôi vốn rất kính trọng sự khẳng khái của tướng Đống từ hồi ông chuẩn tướng, thành viên trong Hội đồng Kỷ luật đặc biệt năm 1966 tại Bộ Tổng tham mưu, để giải quyết việc năm tướng gây ra khủng hoảng ở miền Trung. Chuẩn tướng lúc đó đã dõng dạc nói là mình bỏ phiếu trắng, có nghĩa riêng ông không chống lại Trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Lý do ông trình bày vì ông kính trọng Trung tướng Thi, một bậc thầy của ông. Đồng thời ông cũng xin hội đồng quyết định chức tư lệnh nhảy dù của ông. Nay ông từ chức trong lúc Phước Long nguy ngập không đúng với tính cách của ông, một tướng nhảy dù can đảm. Thế rồi đến khi Tổng thống nhượng bộ lời yêu cầu của tướng Đống thì đã quá chậm. Liên đoàn 81 biệt cách dù một đơn vị rất tinh nhuệ đến ứng cứu khi tỉnh lỵ sắp thất thủ. Lính biệt cách dù chỉ còn cách băng rừng tháo chạy vì phải đương đầu với hai sư đoàn tinh nhuệ của Cộng quân. Lại còn chuyện buồn này nữa. Sau khi đã mất Phước Long, Trung tướng Đồng Văn Khuyên mời tất cả các đơn vị trưởng trong phạm vi quân trấn Sài Gòn và vùng phụ cận đến câu lạc bộ của Bộ Tổng tham mưu để nghe ông tóm tắt diễn biến chiến sự. Cuối cùng ông kết một câu thế này: quý vị ạ, mất Phước Long lại là điều may, giảm đi cái ung nhọt trên cơ thể, vì với khả năng không vận hiện nay mà chiến trường Phước Long cần đến thì Bộ Tổng tham mưu không thể thỏa mãn nổi. Ông vừa nói xong mọi người ồ lên kinh ngạc. Chính tôi cũng thấy Trung tướng Khuyên đã không có chuẩn bị trước cho buổi họp này, đã nói một câu làm đau lòng những chiến sĩ trú phòng cũng như tiếp viện Phước Long còn sống sót, và làm tổn thương vong linh những người đã ngã xuống. Sau Tổng thống cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Lệ Nguyên Khang tiếp lời Phạm Bá Hòa, thay Trung tướng Du Quốc Đống, tu lệnh quân đoàn 3, tôi thấy cũng không trúng. Cuối năm 1974, Trung tướng Toàn đã bàn giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 cho Trung tướng Phạm Văn Phú, vì theo Phó Tổng thống Trần Văn Hương, tướng Toàn đã bị tố cáo tham nhũng. Trước đó, khi giữ chức tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh đồn trú tại Quảng Ngãi, tướng Toàn đã bị báo chí khui ra nhiều bê bối trong đời tư. Hình như Tổng thống quá ưu ái đến vị này, binh bị giảm sút, người chỉ huy lại bất tài, vụ lợi thế thì sao không thất bại. Trung tướng có nhớ bản kế hoạch tái phối trí binh lực, Phạm Bá Hoa nói, do Đại tướng Cao Văn Viên đệ trình hồi tháng 1 năm 1974 nhưng bị Tổng thống gạt qua một bên không? Sao không nhớ? Chính tôi và Đại tướng đã bàn nhau soạn bản kế hoạch này, Lê Nguyên Khang nói, rồi kết luận mới đây của Tổng thống về việc co cụm, thu hẹp vùng lãnh thổ cho tương xứng với sự cắt viện trợ của Hoa Kỳ, cũng là nhắc lại những nét chính trong bản kế hoạch đó. Ai cũng thấy, đối phương muốn mở trong nay mai cuộc chiến tranh tổng lực để quyết định nhanh chiến cuộc,
nhưng chỉ còn e ngại phản ứng của phía đồng minh Hoa Kỳ mà thôi. Tình hình xấu đi quá rõ, Phạm Bá Hoa hỏi, Trung tướng đã có ý định. Không để Hoa nói hết câu, Khang hất hàm. Tất nhiên. Đêm khuya, tôi dán tai vào cái radio nhỏ. Bản tin cuối cùng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân ta đồng loạt tấn công Buôn Ma Thuột, và ngày 11 tháng 3 thị xã này thất thủ. Ngày 12 tháng 3 lực lượng của quân đoàn 2 ngụy, gồm các trung đoàn của sư đoàn 23, liên đoàn 21 biệt động cùng bộ phận còn lại của trung đoàn 53, với sự yểm trợ của sư đoàn 6 không quân phản kích nhằm tái chiếm Buôn Ma Thuột. Nhưng đã bị quân ta đánh áp đảo, địch bị cầm chân trên đường 14. Sáng 14 tháng 3, tại Cam Ranh, Tổng thống Thiệu ra lệnh Trung tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2 tùy nghi di tản, rút các lực lượng khỏi Tây Nguyên. Quân ngụy Sài Gòn bị quân ta truy kích dọc đường số 7 và đang tan rã. Huế thất thủ, tiếp đến Đà Nẵng, đầu tháng 4 lần lượt các thành phố biển miền Trung được giải phóng. Ngày 25 tháng 4, qua ông Hai Chuối, người liên lạc, tôi nhận được một tài liệu gồm hai tờ in journal thông chi số 10 ngày 22 tháng 4 năm 1975 của Ban Thường vụ Trung ương Cục Miền Nam. Đây cũng là văn bản đầu tiên của cấp cao nhất đến được tay tôi kể từ ngày về nước. Do những thắng lợi dồn dập của ta, và trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của ngụy quyền Sài Gòn, Đế quốc Mỹ đã ép Thiệu từ chức hòng tìm biện pháp ngăn chặn tổng công kích, tổng khởi nghĩa của ta, làm lạc hướng đầu tranh của quần chúng, mong tránh khỏi thất bại hoàn toàn của chúng. Việc Thiệu từ chức, Hương Lên thay trong tình hình hiện nay càng làm tinh thần ngụy quân ngụy quyền sụp đổ nhanh, nội bộ chúng càng mâu thuẫn phân hóa sâu sắc, càng có lợi cho ta tổng tấn công nổi dậy và giành thắng lợi nhanh chóng ở thành thị và nông thôn. Vì vậy các cấp bộ đảng và toàn thể quân dân ta cần phải nắm vững mục tiêu đánh đổ toàn bộ chỉnh quyền địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Quyết đẩy mạnh cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa và quyết giành toàn thắng. Đả phá mọi tư tưởng chờ đợi, chập chờn, do dự. Các cấp các ngành đều phải tập trung đẩy mạnh tấn công nổi dậy, đồng thời tiếp quản xây dựng tốt vùng giải phóng và phát triển các lực lượng cách mạng. Phải hết sức tranh thủ thời cơ và thời gian thuận lợi hiện nay để giành toàn thắng, không được một chút nào do dự, chần chừ, dù là kẻ địch có đưa ra bất cứ đề nghị thương lượng nhân nhượng nào. Phải khẩn trương thực hiện các kế hoạch tổng tấn công quân sự thật kiên quyết triệt để, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch và chiếm lĩnh các mục tiêu quy định. Thẳng tay phát động nhân dân nổi dậy giành chỉnh quyền, nhanh chóng tháo gỡ hàng loạt đồn bốt giải phóng nông thôn, nhanh chóng diệt ác phá kiềm, mở rộng quyền làm chủ đưa lên phong trào khởi nghĩa để phối hợp với tấn công quân sự giành giải phóng các thành thị. Đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động binh lính và nhân viên ngụy quyền, nhân thời cơ này làm tan rã lớn ngụy quân, ngụy quyền. Tiếp theo việc Thiệu từ chức, sẽ còn có những thay đổi khác trong bọn cầm đầu ngụy quân, ngụy quyền. Các cấp cần theo dõi sát các diễn biến này để liên tục tranh thủ những thời cơ cụ thể mà đẩy mạnh tấn công nổi dậy và kịp thời tấn công binh vận thật sắc bén giành thắng lợi mau lẹ và to lớn hơn nữa. Ở Sài Gòn và các thành phố, phải kịp thời ngăn chặn và đối phó với mọi âm mưu tuyên truyền lừa mị của Mỹ ngụy, đừng để quần chúng lạc hướng đầu tranh trong lúc này. Phải nhân cơ hội này mà đưa quần chúng nổi dậy dùng bạo lực chính trị và vũ trang kết hợp với binh tề vận mà diệt ác trừ gian giành quyền làm chủ ở cơ sở. Phải dựa vào sức đấu tranh cách mạng của quần chúng cơ bản mà lôi kéo quần chúng tiểu tư sản và trí thức tiến bộ đi theo con đường cách mạng, đừng để cho lực lượng trung gian lừng chừng gieo rắc ảo tưởng hòa bình thương lượng trong quần chúng, kéo quần chúng đi lạc hướng đấu tranh cách mạng, chạch con đường tấn công nổi dậy giành toàn thắng. Sau việc Thiệu từ chức, thái độ của quần chúng, của nhân viên chính quyền và binh lính địch, của các phe phái chính trị tiến bộ và phản động thế nào, cần báo ngay về các BN, bí danh của Trung ương Cục. Tôi đọc xong, ghi nhớ và đốt tài liệu này đi. 10 năm,
cuộc chiến sắp đến hồi kết. Sài Gòn những ngày giữa tháng 4 năm 1975, có cái gì đó giống như Hà Nội giữa tháng 4 năm 1955, những người trong giới cầm quyền và người thân của họ đang trong tâm trạng cực kỳ hoang mang hốt hoảng, chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy. Tôi bỗng nhớ đến ông chú vợ, cựu thủ tướng Phan Huy Quát. Ông đã hết thời từ lâu, dù sao tôi cũng hàm an vợ chồng ông, đã giúp Nguyệt Tình và tôi khi vừa đặt chân đến sinh sống ở thành phố này, 20 năm về trước. Tôi đến, cả nhà ông đang rối bời giữa đi và ở. Lý do duy nhất níu chân ông lại là đã già rồi, chẳng còn sống được mấy nà nữa, muốn được gửi thân xác tại quê nhà. Nhưng vợ và các con ông thì nhất quyết ra đi, không đội chung trời với Cộng sản. Ông hỏi ý kiến tôi, tất nhiên tôi nói nhỏ vào tai ông, nên ở lại. Ông vẫn dùng rằng, bảo còn chờ tin của cậu cháu trung tá biệt động, nếu việc di tản bằng C-130 thuận lợi thì đi. Đi sang một nước nào đấy rồi tính sau. Được một lúc có điện thoại, ông nghe, mồ hôi vã trên trán, bỏ máy xuống quay ra thở dài thườn thượt nói với cả nhà. Không ổn rồi. Lúc 4 giờ sáng Cộng quân đã pháo kích vào phi trường Tân Sơn Nhất làm chiếc C-130 của không lực Hoa Kỳ bị trúng đạn, đúng vào lúc sắp sửa cất cánh. Hai binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị trúng đạn tử vong. Sau cuộc pháo kích này, kế hoạch di tản bằng C-130 bị hủy hoàn toàn vì phi trường hư hại nặng. Hiện có vài nghìn người Việt và hàng trăm người Mỹ đang bị kẹt lại sân bay. Chỉ còn cách di tản bằng trực thăng tại tòa đại sứ. Ở đó cũng đang rất hỗn loạn, người ngoài không thể lọt vào được. Đi Cần Thơ, bà vợ ông nói. Di tản bằng đường thủy ra Đệ Thất Hạm Đội với gia đình Nghiêm Văn Phú. Ngay bây giờ, kẻo không kịp. Tôi vội vã chia tay ông bà, ra về với tâm trạng xốn sang khó tả. Quân giải phóng đã áp sát các cửa ngõ Sài Gòn. Thế rồi sau đó chừng một giờ, tôi được tin xe chở gia đình ông Phan Huy Quát mới đi được một chặng ngắn khỏi thành phố đã bị quân ta chặn lại. Không một ai trong nhà trốn thoát. Nguyễn Phước Tân năm 1930 đến năm 2007, tên thật Nguyễn Văn Trần, bí danh Hai Tân, Bảy Trần, Bảy Hưởng, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người chỉ huy trực tiếp của giáo sư Nguyễn Đình Ngọc hoạt động bí mật. Tôi nhận được chỉ thị khẩn từ ông Hai Tân, Trung ương muốn biết trong tình hình ngụy quyền Sài Gòn sắp bị sụp đổ, Mỹ có quay trở lại hay không, cần trả lời ngay. Để có ngay được câu trả lời chuẩn xác theo chỉ thị của cấp trên trong thời khắc gấp gáp, nước sôi lửa bỏng này là điều khó, cực khó, tôi nghĩ đến hai người, Jackson Kaat và Nghiêm Văn Phú. Tôi gọi điện cho Jackson, chỉ nghe tiếng u đường dây đã bị cắt, nhà Nghiêm Văn Phú cũng không có tín hiệu phản hồi, phải đến Jackson trước. Từ chiều qua khi quân giải phóng áp sát các cửa ngõ vào thành phố, sự hỗn loạn không kiểm soát đã diễn ra ở nhiều nơi trong nội ô, các tuyến xe buýt hầu như đã tê liệt, ngoài đường cũng chẳng còn bóng dáng chiếc xe lam, xích lô hay xe ôm nào. Nhà của hai người khá xa nơi tôi ở. Tôi kéo chiếc xe đạp vẫn thường dùng đến trường khỏi gầm cầu thang chung cư, ra lề đường. Vừa ngồi lên đạp mạnh thì nghe doẹt, guồng đạp sau đó nhẹ tênh, xe chẳng hề nhúc nhích. Clip xe đã tuột cá. Tôi quăng nó vào gốc cây, quốc bộ là thượng sách, và cứ cắm cúi sải bước trên hè phố, mấy lần suýt đụng người đi ngược chiều, họ cũng vội vã chẳng kém. Mỗi khi vượt qua đường, tôi đều phải nhấp nhổm dừng hồi lâu để chọn thời cơ tót được sang bên kia, vì lúc này xe nào cũng rú ga chạy như điên, có khi còn gặp cả đoàn xe nhà binh rầm rầm qua như trận cuồng phong, trên thùng lố nhố đầu súng, đầu mũ sắt. Dầu vậy, tôi vẫn nghe vẳng bên tai tiếng đùng đoảng không ngớt từ ngoại ô vọng về. Có lẽ tuyến phòng thủ cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn ở Xuân Lộc sắp bị chọc thủng rồi. Đến đường Catinat và ngôi biệt thự ba tầng kiểu dáng hiện đại, sơn trắng toát, nơi không ít lần tôi đến coi tử vi cho vợ chồng Jackson, Vương Mộng Ngọc đã ở trước mặt. Cổng sắt màu xanh đen quen thuộc đang đóng im ỉm. Tôi vội nhấn chuông mấy lần. Chờ một lúc vẫn không thấy mở cửa. Chắc vợ chồng anh ta đã cao chạy xa bay rồi. Tôi vừa định quay đi, thì cánh cổng cọt kẹt, một cái đầu ló ra.
Tôi lại gần, một người đàn bà đứng tuổi, tóc muối tiêu đang bên trong ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Tôi hỏi, thưa, tôi muốn gặp đại tá Jackson Kaat. Cuối năm ngoái, anh ta đã được thăng từ trung lên đại tá. Cả nhà ông bà, người đàn bà ngập ngừng trả lời, chưa qua đã vô phi trường Tân Sơn Nhất Di Tản rồi. Nói xong bà ta đóng sập cánh cổng. Tôi lắc đầu quay ra, giờ mới biết lưng áo mình đẫm mồ hôi và cũng cảm nhận được sự mệt bã bời của cuộc chạy bộ ngót 10 cây số vừa nãy. Tôi lo ngại, phải cuốc tiếp hơn 10 cây số nữa đến nhà Nghiêm Văn Phú lúc này không biết có còn đủ sức không, rồi tự nhủ, mệt mấy cũng phải cố. Tôi vừa bước được một đoạn chưa ra khỏi khuôn viên nhà Jackson, chợt nghe tiếng nghiến ở cổng sắt phía sau. Bản năng làm tôi quay đầu nhìn lại, người đàn bà tóc muối tiêu ban nãy lại thò đầu ra, gọi với theo. Giờ không có xe buýt, xe làm đâu ông ơi, đây sẵn cái xe cuốc, ông cần thì lấy mà đi. Mừng quá, tôi chạy lại, người đàn bà mở rộng cổng cho tôi lọt vào. Cái xe đạp cuốc đang dựa hàng rào cây ô rô phía trong sân. Đại tá sáng nào cũng thể thao vài vòng quanh phố cho khỏe người, bà nói, lúc loạn lạc này, ông cứ xài nó tự nhiên cho được việc của mình. Tôi gật đầu cảm ơn bà và lập cập dắt xe ra khỏi cổng. Rồi tôi nhảy ngay lên yên, đạp dấn, xe hơi cao phải nghiến hết chân, song rất nhẹ, xích líp giòn tanh tách. Bỗng chốc tôi trở thành một cua, giờ thực sự lao vun vút trên đường. Nếu không có người đàn bà tốt bụng kia giúp thì không biết đến bao giờ tôi mới đến được nhà Nghiêm Văn Phú ở tận Tân Cảng, trong khu biệt thự dành cho sĩ quan hải quân cao cấp. Tôi đến nhà Nghiêm Văn Phú đúng lúc vợ chồng anh bàn tính thu xếp mang đi những thứ gọn nhẹ, đáng giá nhất. Có lẽ em sẽ sang Pháp với chị em, Nguyệt Mỹ nói với tôi, nhưng anh Phú thì thích sang Mỹ hơn. Bộ mặt Phú bợt bạc, nói độ nửa giờ nữa phải xuống giang đoàn xung phong mạn Cần Thơ, còn vợ con anh sẵn sàng khi có xe đón là lên đường ngay. Tôi hỏi Phú, tình hình nguy cấp thế này, sao không cầu cứu không lực Hoa Kỳ yểm trợ? Đã gọi ra để thất hạm đội cho đô đốc Noel Galley rồi, nhưng máy không bắt được, bận liên tục anh à. Gọi lại xem, biết đâu gặp. Phú bật máy bộ đàm, bỗng có tín hiệu. Tiếng của người ở đầu dây bên kia tôi đứng cạnh Phú nghe được khá rõ. Phú gào vào bộ đàm. Đô đốc có biện pháp gì yểm trợ khẩn cấp chứ? Chúng tôi không thể tử thủ mãi được, sắp bại trận cả rồi. Hết cách rồi. Tiếng Noel Galley, một chất giọng Hoa Kỳ không thanh thoát mà trầm đục, không giấu nỗi thất vọng, chán nản. Ông Thiệu, ông Kỳ cũng yêu cầu như phó đề đốc nhưng Tổng thống Gerasford đã từ chối. Giờ chỉ còn chiến dịch di tản bằng phi cơ C-130 tại phi trường Tân Sơn Nhất đưa người Mỹ rời Việt Nam thôi. Phú buông máy, nhìn tôi nhún vai lắc đầu. Tôi nói ngay với anh ta, đằng nào cũng thua. Tử thủ không giải quyết được gì, chỉ thêm đổ máu cho cả hai phía. Phú nhìn tôi không biểu thị sự phản đối lời tôi vừa nói. Anh vẫn còn binh quyền, nên ra lệnh cho thuộc cấp. Tôi nói tiếp, án binh bất động, không đụng độ khi Việt Cộng tiến vào Sài Gòn bằng đường thủy. Đôi mày rậm của Phú hơi nhướng lên khi nghe tôi như thể đang ra lệnh vậy. Tôi đọc được thoáng ngạc nhiên và hoài nghi nào đó từ ánh mắt anh ta. Trong giờ phút sinh tử này, tôi quyết định nói thẳng ra điều ấy với anh. Cho dù anh ta có phản đối và lờ mờ hiểu ra về con người thật của tôi thì cũng đã muộn. Nhưng Phú chớp chớp mắt nhìn tôi thay cho một lời đồng tình, còn bảo. Hiện ở phi trường Tân Sơn Nhất đang rất nhốn nháo. Cộng quân có thể pháo kích bất cứ lúc nào. Chỉ còn cách di tản theo đường thủy ra đệ thất hạm đội. Anh có theo gia đình tôi thì hôm nay ở luôn lại đây. Tôi có một mình. Tôi nói, lại chỉ làm khoa học, thôi thì phó mặc cho số phận. Anh ta chủ động bắt chặt tay tôi. Cả hai đều hiểu, đây là cái bắt tay cuối cùng, và chia tay nhau vội vã. Phú cho xe Jeep đưa tôi về. Cần phải giải ngay một bài toán, chọn cách nào để tin đến ông Hai Tân nhanh nhất. Từ ngày cảm thấy đường dây đơn tuyến của tôi bị động, ông Hai Tân đã yêu cầu tôi cắt hẳn việc liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc đánh móc trước đây gặp tình huống bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến cách này.
chỉ được phép gửi tin qua hộp thư bí mật. Theo lẽ thường, người liên lạc có mang báo cáo đến được chùa Đại Tùng Lâm trên đường 51 đi Vũng Tàu nhanh nhất cũng sẽ mất nửa ngày. Nếu ngay lúc này đến thẳng đại bản doanh bằng ô tô thì chỉ mất khoảng hơn một giờ. Nhưng ông Hai Tân đã có chỉ thị, chưa có lệnh không được đến. Chạy đua từng phút từng giờ trong thời khắc lịch sử này, dù vi phạm nguyên tắc tôi cũng vẫn làm. Nghĩ vậy, chiếc xe Jeep vừa ra khỏi cổng nhà Phú tôi bảo người lái. Đến chùa Đại Tùng Lâm trên đường 51 đi Vũng Tàu. Viên thượng sĩ tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại. Giáo sư không về cư xá. Không, đến chùa Đại Tùng Lâm. Tôi nhắc lại. Bỗng xe giảm tốc độ và đánh sang bên đường, từ từ đỗ lại. Viên thượng sĩ quay hẳn người nhìn tôi với bộ mặt nhăn nhó. Thưa, Sài Gòn cả tuần nay bị vây chặt, có lọt được ra khỏi nội thành, mà đi trên cái xe nhà binh thế này, sao tránh khỏi bị Việt Cộng mai phục, tra xét. Vì sốt ruột mà tôi quên bẵng điều sơ đẳng ấy, tôi nghĩ ngay đến giáo sư Võ Bình, người bạn cùng trường có chiếc Peugeot 404, liền vỗ vai cười xòa với viên thượng sĩ, bảo, phải, về cư xá thôi. Đến nơi, tôi cho chiếc xe Jeep quay lại, và sộc vào căn hộ tầng trệt ở mé con đường đầu hồi của giáo sư Võ Bình. Tôi suýt reo lên khi ngó thấy chiếc xe của ông vẫn còn nằm trong gara. Cả tuần, khi chiến sự liên tục và ngày càng nóng ở các cửa ngõ thành phố, trường học nào cũng đều phải đóng cửa. Các giáo sư và nhân viên của trường tôi trừ một số ít người đã di tản được ra nước ngoài, còn hầu hết đều thu vén của nả, nằm im trong nhà mặc cho thời cuộc bên ngoài chuyển vân. Tôi bấm chuông một lúc lâu mới thấy chủ nhà mở cửa. Vừa thấy tôi, giáo sư Võ Bình tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Đã lâu quá rồi tôi không lại chơi với bố con ông. Ồ, giáo sư Ngọc, tôi muốn phiền anh, tôi nói ngay. Có việc gấp không thể chậm trễ, muốn mượn anh cái xe trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi. Thoáng ngỡ ngàng, giáo sư Võ Bình nhìn tôi, chắc hẳn ông không ngờ lúc này tôi lại có yêu cầu ấy. Rồi ông kéo tay tôi vào nhà, bảo, thì vào trong này hắn nói chuyện. Thật tình tôi có việc gấp, tôi vẫn đứng ở cửa, phiền anh. Giáo sư Võ Bình ngần ngừ giây lát, rồi lấy trong túi quần ra chùm chìa khóa đưa tôi. Vâng, ông nói, anh cứ đi. Tôi cảm ơn rồi bước nhanh ra ga ra. Trên đường 51 nườm nượp xe, hầu hết đều xuôi về mạn biển. Hẳn là xe con của các gia đình đi Vũng Tàu di tản. Tôi hòa vào dòng xe với tốc độ đều đều bám đội hình. Trong lòng không khỏi phấp phỏng sợ nếu xe nào phía trước gặp sự cố thì ùn tắc là cái chắc. Không biết bao giờ mới thông được. May mắn làm sao, sau hơn một giờ tôi đã đến được khu vực chùa Đại Tùng Lâm. Vừa gặp, nét mặt ông Hai Tân lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến vào lúc này. Rồi tôi kể ngay nội dung cuộc điện đàm giữa Nghiêm Văn Phú với Đô Đốc Noel Galley. Nét mặt ông giãn ra, thoáng một nụ cười nở trên môi. Ông choàng người ôm chặt tôi và nhẹ nhàng bảo tôi cần quay trở về thành phố. Sau này khi nước nhà đã thống nhất, theo thời gian dần dần hoạt động của một số điệp viên đơn tuyến được phép tiết lộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi mới vỡ nhẽ. Ít ra là trong thời điểm những ngày diễn ra cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, cấp chỉ huy chiến lược đã nhận được 3 tin tình báo, đều khẳng định Mỹ không quay lại cuộc chiến. Đó là của ông Phạm Xuân Ẩn, sau này lộ diện thiếu tướng tình báo quân đội ta, lúc ấy đang trong vỏ bọc trưởng văn phòng tạp chí Tham tại Sài Gòn, của ông Nghị Đinh Văn Đệ tôi đã từng gặp tại Đại học Khoa học, cũng là một điệp viên đơn tuyến và tôi. Ông Hai Tân khi gặp lại cũng cho biết, tin của tôi đến bộ chỉ huy ở cấp cao nhất 24 giờ trước cuộc tổng công kích cuối cùng vào đầu não của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn biết thêm về câu chuyện xin cầu viện Mỹ mà ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Đinh Văn Đệ đã kể công khai hôm đến trường tôi. Thực ra đó chính là một mẹo khá cao cường của người điệp viên này, khi thẳng thừng nói về thực trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng để làm nản lòng chính Tổng thống Gerasford, làm ông ta không còn quyết tâm vực dậy chế độ Sài Gòn nữa. Đầu giờ chiều hôm đó, sau khi đã gặp trực tiếp và báo cáo, khẳng định với Hai Tân, Mỹ sẽ không quay trở lại,
Ngụy Sài Gòn hoàn toàn bị bỏ roi. Tôi quay trở về cư xá, trả xe cho giáo sư Võ Bình. Ông cũng ngạc nhiên, không ngờ tôi lại trả xe sớm thế. Đại học Khoa học Sài Gòn có một phân hiệu đóng tại huyện ngoại thành Thủ Đức. Tôi dự định sẽ sang ở hẳn bên ấy, sau khi cảm ơn giáo sư Võ Bình về sự giúp đỡ chí tình vừa rồi. Tôi vội trở về căn hộ trên tầng 5 của mình để lấy thêm một số tư trang cần thiết. Vậy là trong giờ phút hấp hối của chế độ Sài Gòn, vợ chồng Jackson Kaat, Vương Mộng Ngọc đã kịp di tản bằng đường không. Vợ chồng Nghiêm Văn Phú cũng đi chót lọt bằng đường thủy. Khi tôi vừa leo lên đến tầng 5 của cư xá thì thấy hai người Mỹ mặc thường phục đang đứng đợi trước cửa nhà mình. Ông là giáo sư Nguyễn Đình Ngọc, người cao to, mắt xanh, sống mũi gồ, mặc áo kẻ cazo hỏi ngay. Tôi gật đầu bảo họ vào nhà. Anh ta nói tiếp, chúng tôi biết ông là điệp viên Việt Cộng. Giáo sư chỉ cái vỏ. Các ông là ai? Tôi hỏi. CIA, gã mặc áo cazo hất hàm nói gọn lỏn và dở thuốc ra hút. Người bên cạnh vẫn im lặng quan sát tôi. Tôi từng diện kiến đại tá Carver. Tôi sực nhớ tên của chùm CIA Sài Gòn được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của Jackson Kaat, nói để thị uy hắn trước. Đấy là sếp chúng tôi, tên mặc áo cazo nói. Chế độ Sài Gòn sắp cáo chung rồi. Tôi nói tiếp, tôi thì chỉ làm khoa học và dạy học. Các ông muốn gì ở tôi? Tên mặc áo cazo, dúi điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn mốc meo đã lâu lắm không sử dụng đến. Hắn nói, chúng tôi theo dõi ông đã lâu, nay có đầy đủ chứng cứ. Tiếc tình hình hoi muộn. Đúng, chế độ Sài Gòn sắp cáo chung. Nhưng nếu ông cộng tác với chúng tôi thì vẫn có tương lai lâu dài. Thắng lợi của Cộng sản chỉ tạm thời. Sớm muộn gì Hoa Kỳ cũng sẽ quay trở lại. Dù chế độ nào, tôi cũng là một giáo sư làm khoa học thuần túy. Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi không theo đảng phái nào. Đúng rồi, tên CIA nheo mắt, cười mỉm bảo, ông chưa đảng viên Cộng sản, nhưng từ lâu đã là một điệp viên lợi hại. Đây, ông xem tấm hình này. Tên Mỹ rút ra tấm ảnh, tôi đang bái Phật tại chùa Đại Tùng Lâm. Chỉ có vậy, tức là chúng chưa biết gì nhiều về tôi. Tôi đưa trả hắn, cười bảo, thời nay ai chẳng đi lễ chùa. Tiếc hôm đó bị sớm cắt đuôi, tên mặc áo cazo nói, chắc chắn ông đi gặp thượng cấp. Thôi, tình hình đang rất cấp bách. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đây là cặp visit của tôi. Khi cần ông cứ liên hệ. Tên thứ hai cũng lẳng lặng rút danh thiếp đưa tôi. Cả hai vội vã chuồn ngay. Từ lâu tôi vẫn linh cảm sẽ có một ngày mình phải đối mặt với CIA. Không ngờ lại đúng vào lúc giao thời này. Nếu chúng gặp sớm hơn chắc chắn tôi đã bị bắt. Một may mắn ngẫu nhiên. Khi thành phố vừa được quân giải phóng tiếp quản, gặp hai tân, việc đầu tiên tôi kể với ông về cuộc tiếp xúc của hai tên CIA vào giờ phút chót và nộp ông hai tấm danh thiếp của chúng. Nhiều năm sau, khi tôi đã nghỉ hưu và tham gia vào việc sáng lập trường Đại học Dân lập Thăng Long ở Hà Nội, đảm nhiệm bí thư chi bộ trưởng, hồ sơ đảng viên được chuyển cả về đây, tôi đã được thấy bản xác nhận của ông hai tân về sự việc này. Việc CIA chủ động tiếp xúc với một điệp viên của phía bên kia hẳn sẽ gây ra bao nghi vấn, hệ lụy cho điệp viên đó. Một người trong ngành công an lõi đời như Hai Tân biết rất rõ tính hệ trọng của sự việc, song ông đã không ngần ngại đứng ra xác nhận một sự thật như thế, càng cho thấy bản tính trung thực, thẳng thắn, cùng sự tin cậy rất cao với đồng chí, đồng đội của ông. Ở phân hiệu của trường tại Thủ Đức, ngay ngày đầu tôi đã chứng kiến một sự việc bi hùng, một mũi tấn công của quân ta khi tràn qua khu vực nhà thờ Thủ Đức, bỗng xuất hiện ổ đại liên của địch bố trí trên tháp chuông nhà đạn xối xả. Sau ít phút ổ đại liên đó bị dập tắt. Trước mặt tôi, người chiến sĩ giải phóng còn rất trẻ bị trúng đạn ngã xuống hè đường, anh được đồng đội đưa về phía sau cấp cứu. Khi mũ cối của anh bị văng ra, tôi đến nhặt chiếc mũ đó lên. Một lỗ đạn xuyên phía trước và máu của người lính ấy còn thấm đỏ trên mũ. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.